Chào mừng các anh chị cô chú đến với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay là Nhiên sẽ có một cái video Nhiên test hai cái máy hàng mini con Kenmax mới về hàng lại. Thì bên bây giờ là Nhiên sẽ có một video Nhiên test hai máy cùng một lúc, xem là con nào hàng mức độ đẹp như thế nào. Thì con máy V-Store Nhiên sẽ gắn cuộn dây 1 ly, và con máy mic Kenmax là Nhiên sẽ gắn cuộn dây 0.8. Thì hai cái cùng thử coi xem cái nào nó đẹp hơn, cái nào nó không đẹp hơn, để mà mình biết mình so sánh nha. Có khách hàng hôm nay test luôn, thì đó là Nhiên sẽ test trực tiếp cho mấy anh chị cô chú mình coi. Rồi ở đây Nhiên sẽ giới thiệu lại một chút xíu về con máy hàng Kenmax. Thì con này là con mic mic mini 200. Con này nó có điều chỉnh là mình nhấn phím các anh chị, nhấn phím thì ở đây là hàng là không cần khí. Ở trên này mấy anh chị nhấn lên đây nó hàng dùng khí. Ở đây là nó dùng khí trộn à, khí trộn là nó để hàng nhôm rồi đó. Ở bên này cũng khí trộn. Rồi ở đây là chức năng hàng que MMA. Đó thì hai cái chức năng này hầu như mình không xài. Mình chỉ xài chức năng không khí, có khí và que. Còn khí trộn thì cái này nó không có hàng nhôm được đâu ha. Đó rồi ở đây là hai cái volume chỉnh. Đó hai volume chỉnh, đây chỉnh dây. Bên này chỉnh von, chỉnh lửa nè. Ở đây chỉnh von, chỉnh lửa. Còn ở đây là mình chỉnh về, nói về chỉnh mạnh yếu đó, chỉnh ampe, cường độ của nó. Khi các anh chị hàng mà không dùng khí thì cái dây dắt này nó vô cọc trừ. Còn khi mình dùng khí thì cái dây này mình đổi qua cọc cộng ha. Dây mát nó nằm bên cọc cộng nè. Còn mình hàng que thì mình bỏ dây mát của hàng que đưa lại bên cọc trừ bên này. Còn dây bên này mình vô dây hàng que. Chỉ vậy thôi. Đó, nó có những cái chức năng như vậy. Con máy này Nhiên bán 2.7 triệu. Đó rồi chút xíu Nhiên test luôn con máy mic V-Store này cũng 2.7 triệu. Thì xem cái máy nào nó hàng mạnh hơn nhé. Con V-Store thì mấy anh chị thấy là nó hơi bự hơn so với Kenmax tí xíu à. Đó, thấy không? 19-10 mấy anh chị thấy không? Hơn một tí xíu. Nhưng mà bên con V-Store nó không sử dụng cái dây cọc này nữa. Nó bỏ luôn cái dây cọc này rồi. À, nó không sử dụng dây cọc nữa thì nó chỉ sử dụng là gắn ngược cọc thì nó không ra điện thôi. Nếu mấy anh chị gắn cọc mát bên cọc trừ này nó không ra điện. Còn gắn bên cọc cộng thì nó có điện. Hai con đồng giá 2.7 triệu, con V-Store nhìn bự hơn con Kenmax. Thì bây giờ mình hàng thử hai con, có khách hàng xem luôn đó, xem là mức độ mạnh. Rồi em test con nào trước Túc? Đó, khách hàng tới mua và test thử luôn. Rồi đây là ông chú ngồi ông xem hàng ha, thì điều chỉnh hàng xem chút xíu, hàng thử hai cái coi cái nào mạnh hơn nha. Đây là mình đang hàng con mic Kenmax nha. Đó, hàng coi cái đường hàng nó như thế nào. Rồi sư phụ coi, nhờ sư phụ đánh giá nha. Rồi đây là đường hàng của một con Kenmax ha. Hàng rất mỏng, chỉnh hơi lớn nó bị lủng nè. Bây giờ sẽ thử qua một cái con máy của V-Store. Đó V-Store thì rất mạnh ha. Đó, khả năng của V-Store nó hàng nghe rất mạnh, tuy là nó hàng cũng dây 1 ly nhưng mà nghe nó rất là mạnh luôn á. Đó, sư phụ này tự hàng luôn. Chưa biết hàng thì hàng có được không? Xem thử. Đây là con máy hàng Vision nó chảy nè. Đó, anh chị thấy không? Con này chảy rất đẹp ha. Con này chảy đẹp hơn. Chảy rất đẹp. À, theo chú thấy con nào chảy đẹp? Con này nè. Con V-Store này nó chảy đẹp hơn đúng không? Đó, còn con kia nếu mà chỉnh lên mạnh hàng lại một cái nữa, thêm một mối hàng của Kenmax nữa. Đó nó chạy gần nè mấy anh chị thấy không? Gần luôn. Lấy con Kenmax. Rồi. Đây là mối hàng của cái con Kenmax. À, để xem so sánh hai thằng thử mối hàng của thằng nào đẹp nha. Đây. Con này độ ngấu nó sâu nhưng mà cái mối hàng nó chưa nổi lên. Em phải đắp nhiều lên, nó tại cái kia đắp cái cuộn 1 ly. Cái này đắp cuộn 0.9
Đó, một gem. Rồi ok, em chỉnh giày lên xíu em đắp thử rồi. Con này là 2,7 triệu anh. Đó, em chỉ thấy đây là máy mít ken mát nè. Nó hàng thì con này thì hàng rất là mịn, còn con phi so thì nó rất là mạnh. Đó, đây là mặt sau của hai máy. Đó, thì theo khách hàng là con phi so nó mạnh hơn, thì chắc chắn thôi, nó xài cũng dây 1 ly mà nó bự hơn nữa, để mình thấy mối hàng nó đắp dày hơn. Đó, thì mối hàng nó anh chị thấy nè. Còn hàng không chuyên nghiệp á nha, hàng chuyên nghiệp thì nó sẽ đẹp hơn thôi. Và bây giờ mình sẽ thử chức năng lưu hàng que, xem thử hàng 3 ly 2 thì mức độ hàng của nó như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ test qua chức năng hàng que. Trước tiên là nhấn này nó qua chức năng hàng MMA. Đó, MMA. Rồi, dây này tháo ra, bỏ dây mát đưa về bên cọc trừ. Này là ken mát nha. Đó, dây hàng que đưa vô đây. Còn thằng bên này thì khi mà qua chức năng que thì chỉnh xuống MMA. Thằng này nó đơn giản hơn á. Đó, dây mát vô đây, hàng que vô đây. Bây giờ mình sẽ hàng 3 ly 2 xem nó hàng như thế nào nha. Đó, đang quá mạnh rồi đó, nó kéo lủng hết rồi đó, đó là 3 ly 2 đó. Giảm lại ha. À, rồi, kéo 3 ly 2 lại đúng. Đó, lên xíu. Đó là mạnh, đó như thấy không, lủng hết luôn không. Tức là con này mạnh nè, con mít viso này rất là mạnh nè. Nhỏ lại xíu. Mấy sắc mỏng mà sắc hợp, có con ly em kéo gì tốt, sao kéo nổi. Được không? Sắc hợp mà kéo gì? Kéo ra phơi liệu. Kéo ra phơi liệu. Rồi, nói chung là thử để mình biết là cái độ mạnh của nó. Và bây giờ là thử cái con của Kenmax. Đó, bây giờ là mình thử con Kenmax. Sắc hợp mà tú này kéo là thánh rồi. Sắc hợp đó, ok, chỉnh nhỏ lại thôi. Rồi, nói chung cái này là kéo mà hàng que thì quá đơn giản rồi. Nếu là mình rất là mỏng, nhưng mà tăng lớn quá nó sẽ là bị nó bị lủng ha. Đó thì theo chú nhận định con máy này, chú lấy hai máy này, chú lấy máy nào? Cái nào cũng 2,7 triệu hết. Chú thấy chú này lấy máy nào? Ken mát phải không? Nhưng mà theo chú là con nào mạnh? Thằng bên này mạnh hơn. Lần nào? Vì sao? Ăn thua là mình chỉnh hai thằng đều hay không? Đúng rồi. Nhưng mà chú thấy con nào mạnh? Hả? Theo con thấy thì vì sao nó mạnh, nhưng mà mẫu thiết kế thì nhiều người thích con Ken mát. Đúng không? Có người thì thích Ken mát, có người thích vi to. Vi to thì đơn giản hơn, chú thấy nó không cần với cái dây cọc, thấy không? À, vi to nó đơn giản, nó không cần dây cọc này, nó bỏ luôn. À, nó thiết kế đơn giản hơn này xíu. Đó, nhưng mà về mẫu thiết kế thì nhiều người thích con máy Ken mát là mẫu nó đẹp, nhưng mà nó nhỏ hơn vi to xíu. Thì tùy mỗi người, ai thích cái gì thì mình mua cái đó. Hai thằng thì thằng Ken mát này nó nhẹ hơn kia 400 gram. À, thằng kia bự hơn mà. Đó, thằng này là hai thằng. Đúng rồi, bự cái thùng hơn xíu. Đó. 19 110. Cái hay dở là bộ trong cái con này lợi thế là nó có dây đeo. À, nó có tay quay sách và dây đeo. Đó, trong cái thùng nó nhớ có dây đeo. Đó, còn cái con kia thì nó không có dây đeo, nó quay sách nhưng mà quay nó bằng quay nhôm. Đó, quay nó bằng quay nhôm. Hai thằng là giống nhau, là giá 2,7 triệu. Con nào cũng có tặng cuộn dây hàng và cái kính hàng, nhưng mà con này được lợi thế hơn. Con Kenmax nó tặng thêm một cái keo gốc và một cái hộp sáp nữa, con kia nó không có. À, hai con thì gần như song song, hai con giống nhau, dây hàng, dây thì nói về dây hàng, súng hàng nó giống nhau, dài bằng nhau 2 mét. À, thì với mức giá là con nào cũng vậy, 2,7 triệu, thì cái con Viso nó không có cái tặng cái cuộn da tháo quên bởi cái hộp sáp đó, và cái không tặng hộp sáp và cái gốc. Còn ngược lại, con bên này có tặng kính hàng, con kia cũng tặng kính hàng đó, nhưng mà con kia không tặng cái gốc giống con này.
ha. Các anh chị có nhu cầu về con nào thì mình mua con đó thôi. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi, và bây giờ Nhi xin chào và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bây giờ chú chọn con nào? Ken Mắt nha. Ok chú, 2,7 triệu tặng được 4 món quà.